khỏi khách sạn á, thì em đi ra trước, thì em giật cái chứng minh, em nhìn em thấy 1994. Rồi. Em ngỡ ngàng. Đàn em mình. Nhưng mà cũng vẫn thích thì cái gu quay mà thích trẻ trẻ. Chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào tất cả khán giả có mặt tại phim trường hôm nay. Dạ, em tên là Ngô Xuân Huy, hiện tại em 26 tuổi. Quê quán của em là Đồng Tháp nhưng mà đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, dạ mời cô dâu xinh đẹp. Dạ, em tên là Trần Thị Bảo Yến ạ. Là em năm nay là 29 tuổi. À, quê quán của em là ở Đồng Tháp nhưng hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai đứa là cùng quê ha. Yến dạ. Với Huy. Dạ. Có phải là hai bạn quen nhau từ cái thời ở dưới Đồng Tháp không? Dạ. Hay là sau này lên Sài Gòn rồi mới quen? Dạ, em lên Sài Gòn rồi mới quen ạ. Qua thông qua một người bạn cũng từ quê Đồng Tháp lên, thì bạn đó thì không có xe, thì mới rủ em là chở đi chơi. Thì em cũng rảnh quá thì em cũng xách xe em chở bạn đó đi. Thì vô tình thì gặp chồng em với một người bạn nữa đang đứng đợi ở Bến Thành á. Lần đầu tiên em gặp mặt ảnh thì em có cái ấn tượng gì về ảnh không? Dạ hoàn toàn là không ạ. À. Em chỉ là tập trung với cái người bạn của mình thôi. Chứ mình không có để ý đến người khác, tại vì người khác đều là người lạ, cho nên mình chỉ biết đến bạn của mình thôi. Còn Huy thì sao? Dạ thì lần đầu tiên em gặp vợ em thì em cảm thấy thích, tại vì vợ mình xinh quá. Thích liền luôn đúng không? Dạ. Rồi xong rồi là sau đó em là người chủ động cua vợ em đúng dạ, không? Dạ thì em là người chủ động. Hôm đó là bạn em mượn điện thoại để điện cho vợ em, rồi xóa hết những tin nhắn. Rồi em mới vô tình là em nhìn ngang, em nhớ số liền. Và khi về cái em cũng có nhắn tin hỏi, cái không biết ai hết trơn. Nói chung trong cái lúc đó thì cũng trao đổi cái Facebook với nhau, thì nhắn tin Facebook thôi. Thì chồng em mới khi em thôi ở đó đi đợi, thì chồng em mới hồi hộp cái gì đó không biết, cái mới gọi điện thoại cho em. Em cũng bất ngờ, ủa sao mà biết số điện thoại của mình. Thì cứ nhắn tin thì em là thích gì thì nói chuyện, hoặc là gọi điện thoại, chứ em rất là ghét nhắn tin kiểu xì tin á, kiểu lúc đó mình cũng lớn rồi. Em mới nhắn tin cô cuối, em mới nói là thôi điện thoại hết tiền rồi cho nên là không có nhắn nữa. Cái chồng em mới nói đợi chút để bắn tiền qua cho em nghĩ bình thường thôi. Thì một chút xíu sau thì bắn qua em 50. Đây là lần đầu tiên có người mình bắn điện thoại qua. Dạ nó em cảm thấy ấn tượng từ đó. Rồi sau đó là chắc có lẽ là các bạn hẹn hò với nhau, đi ăn uống, đi chơi đồ với nhau nhiều đúng không? Dạ, trong cái lúc đó là em đang có bạn trai. Cho nên là em cũng nghĩ bình thường bạn bè thôi. Nhưng mà sau một thời gian thì em với bạn trai em chia tay. Thì chồng em mới là người giống như ở phía sau á, kiểu như là chia sẻ cái này kia nọ thì âm thầm an ủi. Dạ đúng rồi. Thì em mới nhắn tin với chồng em kiểu giỡn thôi. Thì em nói Huy, làm bạn trai Na không? Tại đến bây giờ chồng em với em cũng kêu là Na với Huy, chưa bao giờ kêu anh em hay chồng vợ được. Mới quen. Thì đang nói chuyện rất là bình thường, tự nhiên em thấy rất là lâu nha chị, có khoảng 5 phút không thấy trả lời em tin nào hết. Cái em bên đây là em mắc cười rồi. Là em nghĩ là bên đó chắc nghiêm túc lắm. Thì em mới im lặng một hồi lâu, em mới nhắn tin một lần nữa. Thì em mới nói là Huy ơi, cái nói nghe nè, cái nói xong trả lời. Thì chồng em suy nghĩ chút với chồng em nói đồng ý. Thì cái đó là cái lời gợi ý thôi, em chỉ nghĩ là vui thôi chứ em không nghĩ là quen. Cái lúc đó em nhận được cái tin đó thì em có xúc mồ hôi giống như nãy không? Dạ khi mà em nhận được cái tin nhắn đó em thấy bị rối tại vì xoắn não liền đúng dạ, không? Thấy giống như là em mới lớn mà mới 20-21 tuổi thôi mà tự nhiên có người nói thẳng ra quá, cái em mới bắt đầu bị rối. Em mới thôi thử đi, đồng ý luôn. Mà sau đó thì như thế nào? Em mới điện thoại cho vợ em là hẹn đi chơi. Thì chỉ là đi vòng vòng rồi đi ăn rồi đi ra bờ sông nói chuyện thôi. Bắt đầu là ra bờ sông anh giác áo phơi, rồi sau đó là đi đâu nữa? Dạ đâu nữa? Sau khoảng một tháng hơn là lúc đó em với vợ em đi công viên. Đang đi công viên xong em thấy trời nắng quá, em nói thôi mình vô khách sạn đi. Đó. Rồi sao này, đi vô khách sạn làm gì? Và em hỏi vô đó làm gì, nó thôi trời chưa nắng quá vô trọng tắm rồi nghỉ trưa thôi. Rồi sao? Rồi lúc đó là vô là vợ em tắm trước. Vợ em mới đi ra ngoài. Xong em mới nói là thôi để tắm vô tắm luôn. Cái nói chung là không có nghĩ là làm cái chuyện đó. Rồi tắm xong rồi làm cái gì? Na, kể đi nè. Lúc đó ổng sao? Thôi để người ta đáng hứng. Chàng trai mới có 21 tuổi thôi. Ngắt ngang, trời ơi. Dạ lúc đó hình như có 20 rồi. 20 rồi. 20 thôi. Thì vô ông đó tắm xong, chồng em tắm xong thì em lên đó ngồi nói chuyện hồi thì chồng em mới hung em. Hung rồi gì tới. Thì chồng em là còn zin. Em cướp đời trai của anh ta. Dạ. Nhưng mà trước đó là em đã biết là Huy nhỏ hơn em đúng không? Dạ không, em không biết. Sau khi ra khỏi khách sạn á thì em đi ra trước thì em giật cái chứng minh, thì em nhìn mới thấy 1994. Trời ơi, em ngỡ ngàng. Đàn em mình.
Nhưng mà cũng vẫn thích, thì cái gu của em là thích trẻ trẻ. Cái lần đầu của em sao Huy? Dạ thì cái lần đầu của em nó sợ lắm, giống như là mình là hồi hộp. Lúc mà mình lúng túng mình không biết gì hết trơn đó. Rồi cô ấy có hướng dẫn mình không? Dạ cũng có, lúc đó thì vợ em cũng có hỗ trợ. Thương cái chữ hỗ trợ á. Thương quá. Hỗ trợ mà có nhiệt tình không? Dạ nhiệt tình chứ anh. Rồi cũng bữa đó là cũng chỉ có phim nhiều tập hay là phim một, là phim nhiều tập chiếu rạp? Dạ, một tập bữa đó thì cũng 4 tập. tôi đang chờ phá kỷ lục. Phá kỷ lục số 7. chưa phá kỷ lục rồi. Sau đó thì hai đứa có thường xuyên đi như vậy không? Dạ thì khoảng vài ngày sau thì chồng em là một cái bên đội đá banh á, đá banh cũng chuyên nghiệp, thì đá banh thì rủ em đi theo. Thì cái ngày hôm đó thì cái đội của chồng em là vô địch, nên là mọi người cùng ăn uống này kia. Thì tới tối thì cái đêm đó thì tụi em cũng đi khách sạn, thì đi từ tối đến sáng ngày hôm sau, thì tới trưa ngày hôm sau, đến trưa ngày hôm sau thì số tập dạ 12. Trời ơi, ơi phá kỷ lục. Trời đất ơi, mà mới qua được có 2 ngày à, đúng không? Dạ mới có 2 ngày thôi đó. Trời ơi, như trời vậy dọn dẹp mới 2 ngày thôi 16 tập. Trời ơi, tức là hai đứa là quen nhau được bao nhiêu năm ta? Dạ 2 năm rồi cưới được 2 năm rồi cưới. Bây giờ cưới được 2 năm dạ, rồi. Đúng rồi là có em bé. Dạ mà bé đầu thì được 4 tuổi. Bé đầu 4 tuổi. Tuổi bé sau thì được 8 tháng. Ủa 4 tuổi là vậy có nghĩa là dạ đó. Em lúc mà em cưới chồng em là nói chung là em là có bầu 7 tháng. Là em mặc đồ cưới là 7 tháng luôn. Trước khi làm đám cưới là đã có bầu rồi. Dạ đúng rồi. Mà gia đình vui không? Gia đình có bất ngờ hay là có mất hồn không? Dạ cái này là chồng em là người rành nhất. Sao? Dạ hôm đó là em về quê thăm gia đình. Thì vợ em ở đây mới đau bụng bị tuột thai. Mà không biết không biết mới đi khám. Thì lúc đó em đang ở nhà. Thế vợ em mới nhắn là tôi có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Là bữa đó em cũng hoang mang. Quýnh quán chứ. Cũng sợ mà cũng chưa có nói gia đình nữa. Bữa tối đó bạn em rủ em đi nhậu. Thì em cũng đi nhậu luôn, em cũng chưa báo gia đình luôn. Khi mà em nhậu xỉn về á, sáng hôm sau em mới nói ba mẹ ngồi đây con nói chuyện. Ngồi xuống con nói chuyện cái ba mẹ mới nói đừng nói mày đòi cưới vợ nha. Tại vì thấy nghiêm túc quá mà. Đúng không? Dạ. Rồi sao? Rồi sao? Rồi xong nói dạ Bảo Yến có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Mày nói thiệt hay nói chơi? Nói dạ con nói thiệt. Rồi xong cái là ba mẹ em mới điện thoại lên cho mẹ vợ. Rồi nói chuyện rồi xong sắp xếp ngày đám cưới. Nói vậy cũng dễ. Rồi bây giờ nè, tới cái phần mà khui tật xấu nè. Bây giờ em đi nè. Anh ấy có tật xấu không? Anh thấy không hiền quá trời quá đất à. Thấy vậy không phải vậy là. Nói chung thì ít nói, cũng là hiền nhưng mà cọc tính đó. Rất là cọc tính luôn, nhưng mà được cái là thương em. Em bùng lên cái là xìu xuống. Bất cứ chuyện gì có nghĩa là kèo dưới rồi đó. Dạ đúng không? Tại vì rất là thương em. Chồng em ngoài cọc ra thì nhậu rất là nhiều, nhậu cực kỳ nhiều luôn. Dữ đó hả? Dạ. Nhưng mà nè chị hỏi nè, ví dụ như là trong cái suy nghĩ á, thì hai đứa có những cái mà nó mâu thuẫn với nhau không? Dạ có. Em bức rứt cái vấn đề đó là không có muốn chia sẻ với em. Rồi có khi nào mà buồn vợ mà bỏ bê vợ mà không thèm đóng phim không? Không có tập 1, tập 2, tập 3 bỏ luôn. Dạ. Nhất là cái khoảng thời gian sau khi sinh á. Vấn đề đó thì có. Khi có em bé đầu á thì em mập mà em không có biết. Mình nghĩ là mình vì con thôi, mình không có chăm sóc bản thân. Thì lúc mà em sanh em bé xong thì em rất là xồ xề. Thậm chí đồ lót, đồ trong, cái gì em cũng bận theo những cái bà bỉm đó. Cho nên là một thời gian gần một năm trời thì chồng em không có, rất là hiếm đụng tới em. Thì em không có biết như thế nào. Thì có một ngày đó thì chị hai của em về á, thì ở nước ngoài về thì em mới chia sẻ thẳng luôn, có ba người em chia sẻ thẳng với chị em. Tính em là cái nhu cầu rất là cao, mà chồng em lại có khi 3 tuần, có khi cả tháng mới đụng tới em thì em chịu không nổi. Bây giờ em phải làm sao, chị đứng giải quyết giùm em đi. Thì chồng em nói chung là cũng tức quá cũng nói ra hết. Thì qua cái lời nói của chồng em thì em cảm nhận đó là lỗi bản thân em. Là em sinh con xong thì em bỏ bê mình. Thì chồng em cảm thấy không có hứng khi mà nằm cạnh em. Sau đó là... em xử lý cái khủng hoảng đó như thế nào? Em quyết tâm em giảm cân, rồi em chăm sóc da, rồi cũng như là đồ lót ở đồ lót bên trong luôn. Dạ chồng em rất là thích em bằng đồ ren. Rồi em thay đổi hết tất cả từ bên trong lẫn bên ngoài.
Bây giờ em cập nhật hết tất cả những cái gì đẹp hay là gì đó cho bản thân rồi, mình hiệu quả không em? Dạ, hiệu quả cực kỳ. Và chồng em hiện tại bây giờ rất là mê em ạ. Bây giờ tới phiên Huy đó, Na có tật xấu gì không? Dạ thì vợ em thì cũng có nhiều tật xấu. Thứ nhất là rất là ham ngủ, có thể ngủ tới 12 giờ trưa, 1 giờ chiều. Rồi tật xấu nữa là vợ em không có biết gì về gia đình hết á. Nấu nướng không biết nấu, giặt đồ không biết giặt luôn. Không giặt chứ không phải không biết, không giặt luôn. Vấn đề đó em làm hết. Vợ em là không phải người của gia đình, việc ở ngoài rất là giỏi nhưng mà việc gia đình không biết. Rồi em trong lòng em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em thì em mong vợ em biết chăm sóc gia đình hơn, biết nấu cơm cho chồng và chia sẻ chuyện nhà với em thôi. Em chỉ cần như đó là đủ rồi. Còn Na? Dạ, em thì em mong muốn chồng em là bớt nhậu đi, biết chia sẻ thì mới hiểu nhau, chứ không nói em đâu có biết đâu. Bây giờ chị nói hai đứa nha. Hiện giờ á, đứng về mặt nhân dáng mà nói đó nghe, là em trẻ hơn chồng em. Thực sự từ cái chuyện đó nó dẫn đến cái chuyện như sau. Có nghĩa là khi em đã chấp nhận bạn này là chồng của em rồi thì bạn này phải là cây tùng cây bách ở trong gia đình. Và em phải cho bạn một cái cảm giác là bạn là người chủ gia đình. Và em phải tin tưởng hoàn toàn vào bạn về cái gọi là giống như là cái trụ cột trong gia đình của mình. Và một cái góp ý nữa là nếu được thì tụi em thử đi. Có thể gọi là ba với mẹ. Ba ơi, ba Huy ơi, đưa cho mẹ Na cái này để chi? Để cho con em nó thấy, nó thấy cái sự quan trọng của cái người cha ở trong cái gia đình này. Đó là về phía mình, về phía Na. Còn về phía em thì nếu như vợ em muốn là em cởi mở với cổ thì em thử làm lại đi. Em sẽ chia với vợ em đi để vợ em hiểu em hơn. Đó thì chị thấy như vậy là tụi em quá là hoàn hảo rồi. Yeah. Rồi, cứ thay đổi thử. Yeah. Nhất là cái cách xưng hô. Bữa nào á em về em thử Na, đan biểu coi, ví dụ như coi Na nó sao. Cảm ơn em. Na tên là Phạm Châu Thanh, năm nay 26 tuổi, đang là điều dưỡng viên công tác tại bệnh viện Phòng Thạch, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời em. Dạ, anh tên là Ngô Hoài Hân, năm nay 26 tuổi, đang là điều dưỡng tại bệnh viện Phòng Thạch. Bạn làm chung chỗ. Hai vợ chồng là làm chung chỗ. Gặp nhau rồi. Chắc là gặp nhau đúng không? Dạ. Bây giờ kể cho anh nghe đi cái câu chuyện tình của các bạn như thế nào. Dạ, tụi em quen nhau tính tới điểm này là được 3 năm rưỡi. Thì cưới nhau là khoảng 2 năm rưỡi. Thì do em vô làm trước em 1 năm, 1 năm sau em mới lót tóc đi vô. Thì lúc đầu lúc đầu á chưa gặp vợ em liền thì toàn gặp là những cô lớn tuổi thôi. Rồi 3 ngày sau đó thì vợ em mới từ trên lầu đi xuống. Thì em mới đập vô mắt em lần đầu tiên, thấy cô vợ em là da trắng là em khoái rồi. Rồi tướng nhỏ mi nhon là hợp với ý em. Khoái nữa đó. Khoái nữa. Thứ hai nữa là có điều là không được thấy mặt, tại vì mang khẩu trang từ suốt từ sáng đến chiều. Nó nghĩa là nhìn thấy cái hai mắt rồi. Nhìn thấy hai mắt với tóc tai thì thấy gọn gàng sạch sẽ là em ok rồi. Rồi bây giờ cái ấn tượng đầu tiên của Châu Thanh về em là vậy, nhưng mà khi mà em gặp ảnh đầu tiên thì em có ấn tượng gì? Nói chung là không có cảm tình lắm, tại vì tính dễ sai biểu lắm, ai nhờ gì cũng làm hết. Rồi vui vẻ, rồi hay khao nước mọi người uống đồ này kia rồi. Ủa vậy thì quá dễ thương, sao lại không có cảm tình? Không, tại vì dễ dạy quá nên em không thích. Người đàn ông khó dạy. Thì khi mà gặp vợ em á, em thì thích hay chọc, thì em mới hỏi là xuống đây làm gì kiếm gì. Cái vợ em mặt ù ù đóng không trả lời. Và em thấy cũng hay quê quê rồi đó. Cái em mới hỏi lại mấy cô chồng, nói ủa cô này là ai mà sao cô không trả lời. Nó mới chia tay ngày yêu cũ á, trời nó nuốt đỉnh này đó. Trời xui đất khiến sao cái vợ em xuống làm chung chỗ của em luôn. Thì lúc đó em mới có cơ hội em trả thù lại chứ. Bữa là em quê mà. Mâu thuẫn với công việc với nhau rồi sau đó hai đứa như là chó với mèo với nhau vậy á. Mấy cô trong bệnh viện là hay chọc nó là cãi như nhau vậy mà mai mốt coi chừng là hẳn cặp đó. Rồi đến bao lâu thì hai em mới quen nhau? Dạ đến lúc mà thấy gây lộn nhiều quá, cái khoa mới yêu cầu là sếp chuyển em lên chỗ khác. Bắt đầu nhớ nhung. Dạ đúng rồi. Bắt đầu lúc đó em thấy nhớ. Em không còn người để gây nữa, tự nhiên nhớ. Dạ đúng rồi. Tôi đòi đợi cái gì đó gần nó xa nhà có nhớ. Tối em mới về em mới nhắn tin, hôm nay không có gặp nhau gây lộn mà có buồn hay không, có nhớ em không? Bây giờ trả lời nha. Dạ, dạ trả lời nữa là cũng thấy nhớ cũng thấy không mà buồn. Sau này đi chơi chung cứ đưa rước vậy cái biết rồi, hai đứa quen nhau luôn không biết. Mà quen nhau là bí mật, tại vì mấy má hay chọc hoài á, mình mất cỡ mình giấu đến khi nào mà chuẩn bị kết hôn rồi mấy má mới biết. Tới lúc mà mời hiệp mấy má thì mấy má cũng bất ngờ. Chắc có lẽ là trong ngày vui của hai đứa chắc mấy má là người hạnh phúc nhất. Dạ đúng rồi. Mấy má là phát biểu đúng. Nhận định của các cụ là đúng. Rồi thì dạ. Trong có quá trình quen nhau như vậy thì là người yêu cũ của em á. Dạ. có ghen với anh này không? Cái đó thật sự là nó một cuộc chiến rất là dữ dội đó nha. Vậy á hả? Đâu khổ đâu, đâu kể đi. Cái giai đoạn em rất là khổ. Nhìn mặt em là thấy khổ rồi đó. Em nói nghe coi. Mặt khổ liền á. Mặt khổ liền tại vì lúc mà gặp vợ em á thì em cũng đã có người yêu rồi, cũng đã 6 năm rồi.
vừa phải lo bên người yêu này, vừa phải lo cho vợ em nữa. Tức là em làm một lần hai người. Cứ là em là bắt cái hai tay hả? Dạ. Dạ không không, ý là lúc đầu em cứ chọc vợ em. Dạ đúng em rồi không có cô. Ý nghĩ gì là hết. Em mới đầu là cứ chối nói là em chưa có bồ. Nhưng mà thật ra là quen rồi. Nhưng mà cái người đó có biết em không? Có hẹn gặp nhưng mà tại vì do không có thời gian gặp, nhưng mà chỉ có gọi điện. Cái áp lực quá điện thoại. Nhưng mà đã, em đã dừng rồi đúng không? Chưa nói bên đây ta bắt cả hai tay rồi. Lúc đó em có đánh ghen ngược lại bên đây không? À, dạ không, lúc đó con hiền lắm. Đại loại là nghĩ là mình là người đánh sao, mình là người có lỗi nên cứ như thấy cũng rây rứt nên cứ nhịn đến là. Rồi còn cái người yêu của em thì sao? Là người cũ em thì xin số điện thoại của vợ em để gặp em. Gặp em này em thì tính em cũng nhiều chuyện thì gặp thôi, mình thoải mái mà mình gặp thì nói dính vợ em là xấu tính rồi cọc cằn nóng nảy, anh đừng có quen con này nữa, kiếm người khác quen đi. Nhưng anh như vậy thì em cũng nói nhưng mà tôi thích cái tính đó của bạn ly luôn. Ly luôn đúng rồi, tôi thích cái tính đó đó. Giờ anh muốn giải quyết sao, giải quyết nhiều lần cũng như dứt khoát. Thì anh mới kêu em là bây giờ mình thương lượng đi. Thương lượng gì trời ơi, cái này là riêng phát sinh riêng, tao là chồng không nói với vợ phát sinh riêng thì sẵn như trình này luôn. Nói với em á là từ nay thay mình á đừng có gặp vợ em nữa, để cho thời gian xem là nhớ ai trước, nếu mình nhớ thì người đó thắng. Thì cái rồi đừng có đưa rước gì hết á, nhớ vợ em mà gọi điện ai trước thì người đó thắng. Người đó thắng. Em cũng đồng ý. Em cũng chấp nhận luôn. Tại em không sợ mà, tại em đang có người kia rồi. Rồi xong luôn. Vẫn còn. Như là sao chương trình này về là mệt rồi đó. Cuối cùng thì sao? Thì em cũng làm theo, nhưng mà sáng em vẫn theo dõi, lén lén theo dõi lại xem cái cậu đó có giữ lại với mình hay không chứ. Mình phải theo dõi chứ. Thấy không có, thấy người dạy mình xe buýt không ai đưa rước hết thì cũng được 3 ngày. Vô trong bệnh viện em có được lợi thế hơn nữa là chưa em mời vợ em đi ăn cơm cậu nó không biết được, cậu nó không có cấm được em. Đồng nghiệp mà ăn cơm chung mà đâu có cấm được em. Thì nhờ đó mới nói chuyện với vợ được nhiều hơn. Và lúc đó mà em thấy là vợ em cũng nghiêng về em nhiều rồi, em mới tấn công luôn. Tức là em dạy em bỏ kèo luôn, em khỏi có thương lượng hết luôn. Em tấn công luôn, sáng em đưa rước luôn. Và cái cậu đó đi theo sau em, cái dí theo em, em chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, chứ chạy tới đến lúc mà em thấy thôi giờ chạy nhanh quá nguy hiểm quá em dừng lại. Cái cậu đó cái em cứ giờ qua bên xe cậu đó chở đi, em không muốn xích mích xảy ra. Ủa vậy hả, sao kỳ vậy, sao lạ lùng vậy? Qua bển rồi cái bạn kia rồi bạn phản ứng sao? Có nghĩa là lúc đó bạn có đòi nối lại em hay như thế nào? Dạ cũng có, nhưng mà thấy anh này hợp tính, chăm sóc chu đáo rồi chưa thấy tật xấu, làm chung cơ quan nữa thôi, coi như là tiến tới hôn nhân luôn. Như vậy là sau hôn nhân thì mọi thứ có êm đẹp không, hay là vẫn còn có những cái khúc mắc về những cái rơi rớt trước? Dạ cũng có cô. Về nhà chồng tức hồi vô tình nhặt ra vẫn thấy là kỷ niệm hình thư đồ của bạn kia còn cất trong cái hộp rất là đẹp, gọn ghẽ một nơi góc nhà đó. Lúc đó cảm thấy là buồn lắm, giận lắm, rồi hai chồng có gây gỗ vụ đó. Ghen. Ngược lại thì em có ghen với vợ em? Em ghen dữ lắm chứ. ghen dữ lắm. Tại sao ghen? Tại vì cưới xong rồi nhưng mà cái cậu đó lâu lâu liên lạc lại, liên lạc lại với vợ em, không liên lạc cậu điện thoại hỏi thăm sức khỏe rồi hỏi sống hạnh phúc rồi không. Em thì ghét nhất, em không đồng ý cái chuyện đó. Mà em xem cái thái độ của vợ em thế nào, vợ em vẫn bắt máy, vẫn trả lời, nhắn tin lại. Tại vì nghĩ là nếu mà không còn quen thì là còn bạn bè. Mà chồng em cũng nhiều cái ngộ. Coi ví dụ như là lúc xưa em cũng có nhiều bạn nam học thời trung học á, mấy đứa bạn thường hay gọi hỏi thăm này kia rồi. Kể từ ngày lấy chồng á, bây giờ coi như là hết liên lạc được với mấy bạn cũ nữa. Chồng không cho? Kỳ vậy? Dạ. Em giữ điện thoại luôn rồi. Ai gọi cho vợ em nói lộn số rồi. Thì em muốn đi kiểm tra là xem cái cậu đó, cái ngày hôm đó, ngày nào có liên lạc hay không, để em biết em xử lý. Chứ em không muốn là phá vỡ hạnh phúc của em. Nói chung là em áp đặt vợ em cái chuyện đó. Còn mọi chuyện gia khác trưởng lắm cô, tức là bắt em làm theo ý á. Quần áo hay vậy á, em thích cái này không thích, không cho bạn cái này giấu đi, rồi cứ mua một cái áo khác cho em, nhưng mà cái phong cách nó không có hợp. Bắt em hả, giống như cái hình tượng như chồng xây dựng vậy á, giày này rồi áo này quần này nó mới hợp vậy á. Nó không cho coi như chồng định hướng, như là ông chồng là làm stylist vậy. Dạ. Rồi hay quyết định cái gì mới mua một món đồ gì á là không có bàn với vợ, cứ một tự mình quyết định vậy á cô. Nhưng mà cưng ăn mặc sao, cái gu của cưng sao mà nó là không hợp với dạ, gu của chồng? Dạ cái gu của con là hơi nhí nhố chút xíu. Kiểu như là mình cũng có xịtin à? Dạ xịtin. Có hở trên hở dưới không? Dạ không, chỉ có là hơi quần hơi rách rách rồi áo hơi kiểu bò chút xíu thôi, chứ không có phải rồi. Là rồi chồng... Châu Thanh. Châu Thanh stylist cho vợ mình. Theo mô hình gì? Áo dài tay. Mô hình áo dài tay kính cổ mình phải quần tay lịch sự là tay lịch sự. Áo len áo sơ mi được. Áo len không dùng áo len, hoặc là bạn đồng áo len kính đó thì bằng dài, dạ, bằng dạ. Dài kính, dạ, dạ. Kính.
Tức là chồng là muốn vợ là đứng đắn lên. Anh nghĩ là nghiêm chỉnh lên. Anh nghĩ tại vì cái tính của Châu Thanh á là thích con gái da trắng, cho nên là phải bịt kín. Hay là sợ anh trai nó nhìn. Em sợ anh trai nhìn soi mói. Có nghĩa là vợ của em á là rất là được nhiều những cái cánh gọi là mày râu để ý đúng dạ, không? Đúng. Ờ. Dạ. Xưa thôi chứ bây giờ nè, đâu còn ai. Bây giờ nè, ở chung nhà nè, đi dạ. làm thì ở chung bệnh viện nè, dạ. đúng chưa? Dạ. Đâu có xa nhau bệnh gì nhân, mấy đâu. Bệnh nhân để ý em sao vậy? Trời ơi, bệnh nhân nằm la liệt. Đâu có biết. Nhìn được trời. Bởi vậy mới đâu làm gì được bệnh nhân. Người ta bệnh mà, người ta có để ý, người ta lấy mắt người ta nhìn dạ, cái bực mà không làm gì được. Trời ơi, tôi nghi chắc cô vợ này ở chỗ mỗi lần mà lấy cái kim mà chích vô tay rút máu cho ổng đi theo ổng cầm tay bệnh nhân. À, lúc là làm ở chung ở phòng khám bệnh thì không có chích chót, mà vô khoa này lúc đó em theo sát vợ em lắm, tức là đi đâu vợ chồng cũng đi chung, ăn uống chung, tắm cũng tắm chung luôn. Ừ, tụi em là ở chung với nhau là 24/24 gần như dạ. là vậy đúng không? Coi như là 23/24 tiếng hả? Nhưng mà anh hỏi nè, với cái sự kiểm soát của chồng em như vậy, cái cảm giác của em như thế nào? Anh khó chịu ạ. À. Tại vì từ ngày mà lấy chồng rồi, cái lúc đầu thì chỉ có tâm lý thôi, chuyển đổi mình cũng muốn liên lạc với bạn cũ này kia thôi. Còn khúc sau thì chỉ về chỉ là đi làm rồi về rồi cơm nước gia đình rồi con rồi chỉ suy nghĩ vòng vòng vậy thôi. Buồn thì chỉ lên phay rồi chơi game rồi thôi, chứ cũng không có liên lạc với bất cứ ai nữa cô. Ngày xưa con cũng có nhiều bạn giống như bạn thân á, mỗi lần cái liên lạc với bạn cũ cái gây nhau cái. Nhưng mà với bạn gái thì chồng có đồng ý không? Bạn gái em cũng không biết nữa, mà có lần nhỏ đi đám cưới nhỏ bạn hỏi mày còn xài số cũ không? Nói dạ còn. Nói sao tao gọi người ta cứ nói lộn số hoài vậy. Bạn gái mà không cho liên lạc luôn hả? Dạ không không, tại vì lúc đó em làm việc mệt quá, kiếm hoa gọi kiếm hoa thôi, nói lộn số dạy cho rồi cho xong rồi sao như vậy là khác đường bạn bè của vợ mình rồi. Không, bây giờ em có mong muốn, em mong muốn chồng em thay đổi những cái điều gì? Thứ nhất là phải tin tưởng vợ, thứ hai là phải quan tâm chăm sóc đến sức khỏe của mình, thứ ba là bớt tính gia trưởng đi, bớt ấp đặt vợ. Quan tâm đến sức khỏe của mình là sao? Tức là chồng em nhậu nhẹt rồi? Dạ không, là tức nghĩa là đau chân á mình phải đi khám, rồi chồng em suy nghĩ sao mà thay vì đi khám bệnh thì lại đi mua bảo hiểm nhân thọ. Này nếu mà chồng có gì thì sau này vợ với con có để phòng ngừa. Đó là chồng em nghĩ xa, không phải tính lo xa, chồng nghĩ xa đó, thể hiện mọi lúc mọi nơi luôn. Nhưng mà cái đó là cái xa vời, còn cái trước mắt là mình phải đi khám cái chân. Không, không cái câu nữa nó kéo nặng hơn. Đó, đó là những điều em mong muốn chồng em thay đổi dạ. đúng không? Dạ. Hỏi con em, Châu Thanh, dạ. Hân có điểm xấu gì? Em hay là bây giờ mới phát hiện ra là nghiện game với nghiện Facebook thì hai cái đó là em ghét chúa, em nói thiệt. Em cũng muốn là vợ em là bớt cho Facebook lại, bớt game lại. Anh lên Facebook có nhiều cái tốt dạ. không bạn bè? Em ngồi trên này 4 người, lớp 3 mạng là dính Facebook. Facebook có nhiều cái chia sẻ tốt. Hay mà. Cách dạ. mà Thanh là muốn vợ thay đổi cái gì? Em muốn vợ thay đổi là phụ em làm việc nhà, bớt ngủ nướng, bớt cầu nhau em. Làm ít nhưng mà cầu nhau em nhiều. Trời ơi, muốn nhiều quá đi. Chị thấy bên này nè, bây giờ hai bạn này là có một cái bạn vợ nói về Thanh á là khá đúng, tức là em thể hiện cái gia trưởng á trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh. Giờ chị nói em nè, bây giờ em cứ hình dung ha, không cho liên hệ lại với bạn bè ha, cả nam cả nữ, là đã bị một lần bó buộc rồi. Bây giờ em lại mong muốn là không Facebook, không game, thế thì vợ em sẽ giải trí bằng cái gì? Có nghĩa là em hình dung một con chim mà bị nhốt ở trong lồng á, thì sớm muộn gì á cái tư tưởng của nó chỉ muốn bay ra thôi. Em cứ để ý chim còn nó còn vậy mà, nó chỉ muốn thoát ra thôi. Cho nên mình phải làm sao á để là thấy là biết là nhốt trong chuồng nó. Cái hay của em nếu em làm được là nhốt trong chuồng nó nhưng mà không bao giờ con chim nó cảm thấy rằng nó đang bị ở trong chuồng. Dạ. Đó, đó là cái hay của em mà chị nghĩ em làm được. Đó, còn ngược lại á thì có những cái mà lo xa của Thanh á rất là tốt, nhưng mà em phải nghe lời vợ em là em phải nghĩ tới cái gần nữa. Ví dụ là cái chuyện đi khám cái chân là phải đi. Dạ. Mua bảo hiểm cứ mua nhưng mà phải khám cái chân đúng không? Và sở dĩ tại sao mà Thanh bị cái tật mà lo xa về vấn đề tình cảm, bản thân lúc mà lấy được em á là Thanh đã bị vật lộn áp lực quá nhiều đối với bạn trai cũ của em, cho nên thành ra cái mối tình của tụi em á để đến được với nhau nó quá là khó khăn và nó quá nhiều những cái chi phối ở bên ngoài tác động tới tạo cho cái sự mệt mỏi áp lực. Nên khi mà lấy được rồi, cầm trong tay được rồi, rất sợ bị mất. Nhưng mà em yên tâm đi, chị nghĩ rằng á vợ em á không phải là cái gọi là cái dạng người mà dễ bị mất đâu, em đừng có lo. Cho nên á theo chị là em làm sao mà trong chuồng nhưng mà không bao giờ có cảm giác đó, như vậy dạ. thì em mới giữ lâu được ha. Dạ. Chúc hai em hạnh phúc, lúc nào cũng tươi cười như thế này hoài. Lúc mà về nhà phải nhớ nha, đừng có kiểm soát điện thoại cổ nữa, cho mở rộng đi, mở rộng ra, đừng có gọi em số nữa nha. Rồi chào hai em. Đầu tiên thì cho con xin phép chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Hai cô chú MC rất là dễ thương. Cảm ơn con. Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Lê Minh Thuận. Hiện đang làm giáo viên tin học
trung học cơ sở. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. Rồi, con. Cô gái mỏng manh, mỏng hơn bé hồi nãy luôn á. Cô dâu này mỏng hơn bé hồi nãy luôn. Sao làm Yến á. Người giống như là con Yến vậy đó. Đó. Dạ. Mời con. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Thị Minh Trâm. Năm nay con 28 tuổi. Con cũng là giáo viên tin học. À vậy hả? À. Hai chồng chung trường hả? Dạ không. Dạ, dạ khác trường. Khác trường. Mà sao? Chung nghề. Dạ, dạ chung môn. Chung dạ, môn mà chung khác môn. Trường. Dạ. Rồi làm sao mà gặp được nhau hay vậy? Dạ, dạ chắc liên quan tới Yến. Làm nhà Yến sao? Không quen. Sao con gặp vợ con cách nào? Dạ con gặp vợ con hồi từ khi học cấp 3. Thanh Mai Trúc Mã. À. Dạ đúng rồi. Dạ. Hai đứa là cấp 3 là chung trường. Dạ không, khác trường luôn. Khác trường luôn mà nó gặp dạ. được nhau hay quá. Dạ. Ừ. Nó theo ngạch cho nó khác nó tỉa dạ. vậy. Ủa nhưng mà khác trường mà có xa không? Dạ cũng xa, khoảng 20 cây á. 20 cây mà sao quen? Gặp nhau. Dạ. Bởi giờ mới... sao gặp nhau? Thì giờ mới hỏi nè. Đấy, gặp nhau chắc là gia đình hai bên là quen nhau đúng không? Dạ không. Thôi để nó kể đi, đừng có đoán nữa. Không đoán nữa, đang có cái bằng rồi, ngon lành giữ lại đi xài đi. Dạ. Rồi con kể tiếp đi con. Dạ thì con với vợ con gặp nhau thì cũng tình cờ thôi. Là gần nhà của con á là chơi thân với một bạn. Thì cái bạn đó lại học chung lớp với vợ con. Thì trong một cái dịp Tết năm 2012 á thì vợ con đi về nhà anh bạn nó chơi. Rồi sau anh bạn nó cũng rủ con đi luôn. 2011 là tụi con mấy tuổi? Dạ lúc đó đang học lớp 11, học cấp 3. Dạ. Rồi. Có nghĩa là bé này đến nhà của bạn của con dạ, bạn của chơi dạ. tức là bạn bè thôi đúng không chứ dạ. không yêu đương gì đâu đúng không dạ. đó gặp nè rủ con đi. Ủa mắc gì nó phải rủ con đi ta, nó đi mình với bé này nó sợ hay tại gì phải rủ con? Tết con ít có đi đâu chơi lắm với lại cái bạn đó cũng là bạn thân á cho nên là mới gặp nhau dạ, đúng rồi. Rồi sao lần đầu tiên thấy cô bé này sao? Dạ đâu có biết, đâu có nhớ đâu. Dạ không nhớ luôn không. Đi chung với một nhóm bạn đó là vậy là con giống như là đi chơi bình thường vậy không có nhớ gì hết. Dạ con có nhớ nhóm, không? Một nhóm bạn chứ không phải là một mình con. Nhưng mà con có nhớ không? Dạ con là cái người đầu tiên chủ động nhắn tin, xin số điện thoại nhắn tin cho anh này. Tức là con ấn tượng về anh này trước đúng không? Dạ. Là lớp 11. Dạ đúng rồi. Thực ra là lúc đó là anh này là con thấy rất là xấu. Nhưng mà bạn con quảng cáo là anh này giỏi tiếng Anh và giỏi đá bóng. Thì con lại thích hai bộ môn đó. Cho nên là con chủ động xin số điện thoại bạn con để nhắn tin cho anh này. Và anh ấy trả lời liền không? Dạ ảnh đang rảnh. Anh nói lúc đó là đang rảnh. Cho nên là ảnh trả lời liền. Có nhớ là nhắn ảnh gì không? Dạ thì con cũng nhắn nói chuyện bình thường thôi. Nhưng mà ảnh không nhớ con, ảnh nói là không biết đứa nào hết. Tại vì nó đi đâu. Trả lời lại một câu không biết đứa nào hết. Dạ. Rồi khi con đọc được cái tin nhắn rồi sao? Dạ con thấy cũng bình thường. Dạ. Rồi con cũng giải thích là con là con bé mà ốm nhất trong cái đám bạn đó. Trời con ốm triền miên từ hồi lúc lớp 11 tới bây giờ con vẫn ốm hả con? Dạ con ốm từ nhỏ. Nhưng mà con rất là khỏe, con không có bị bệnh lặn vặt. Dạ chắc nhờ uống yến đó chú Quốc Thuận. Trời hay quá, hay quá. Con uống yến từ năm con lớp 11 luôn á hả? Phải không? Dạ nói chung là ở nhà làm yến từ hồi đó giờ phải không? Dạ không, con mới làm đây thôi nhưng mà hồi nhỏ thì mẹ con vẫn mua yến hũ cho con. Rồi nó nghe là rồi không nhớ rồi sao mà hai đứa không quen nhau. Rồi xong rồi vợ con là làm anh em kết nghĩa. Rồi nhắn trao tin đổi, một nhắn hồi tin. Ấy, ai đề nghị làm anh em kết nghĩa? Anh dạ, con không nhớ chính xác này mà hình như là con đó. Tức là con muốn giới hạn hả? Con dạ, muốn giới hạn dạ, cái tình cảm này đúng không? Mà lúc đó cũng đi học và tuổi đi học thì con đâu có nghĩ ngợi gì nhiều. Có nghĩa là con rất là tinh khôi, con rất là tinh khiết. Dạ đúng rồi. Con không nghĩ gì hết. Dạ. Nhưng mà cô này có nghĩ. Con nghĩ không? Dạ không luôn chú. Nhưng mà con thích, con có thích. Dạ cũng không luôn. Thích là tại vì á là ông lại biết tiếng Anh với lại biết thích chơi bóng đá. Nghĩa là giống như con muốn có thêm một cái người bạn giỏi về cái lĩnh vực đó. Nghĩa là một tình bạn trong sáng. Đối với con là sẽ học xong hết cấp 3 thì mới có người yêu. Cho nên lúc đó là anh này đề nghị là mình làm anh em. Tại vì anh này hơn con 1 tuổi, 2 tuổi luôn. Làm anh em. Thì trong lúc đó là hai đứa đều rảnh, nghĩa là không có người yêu. Thì thật rất là hay nhắn tin, một ngày là nhắn hơn 200 tin. Trời dạ. Ai nhắn, ai chủ anh, động dạ không có anh em nào một ngày nhắn nhau 200 tin hết trơn hết rồi. Không có rồi, anh em ruột không có nhắn gì luôn á chị. Em nói cho biết luôn. Càng không nhắn luôn á, nhắn luôn tình mà nói á. Ờ cái này là anh trai mưa, em gái mưa hay gì đó. Nghĩ sao mà nhắn 200 tin ngày. Cái thời mà còn SMS á, của Hồng Vân là đăng tốn tiền nữa tin nhắn. Đúng rồi, đăng ký. Dạ, là mình đăng ký mấy nghìn nữa là mấy trăm tin nhắn đó con. Mà nhắn là hết tin nhắn luôn. Rồi bộ không ăn cơm, không học hành nữa sao mà lại nhắn tin ngày
Ngày 200 tin vậy? Dạ ăn cơm là cũng nhắn là em ăn cơm chưa? Thì ăn cơm rồi. Em ăn cơm đây, em ăn cơm rồi. Dạ cũng được mấy tin. Tức là không cần FaceTime mà tụi nó biết hết cái công việc của nhau luôn. Đúng rồi. Hay quá dạ. Chị. Đó. Thứ nhà ngày xưa đó. Yêu nhau vĩ đại hơn vậy. Vĩ đại á. Ừ. Rồi dạ. Sao? Rồi sao nữa nè? Nhắn một thời gian như vậy bao lâu thì bắt đầu mới thích nhau rồi mới là không còn là anh em nữa, phá banh cái rào anh em ra. Dạ thì chắc nhắn hôm đó là Tết. Thì khoảng một năm sau á, thì con thấy vợ con là giống như là tri kỷ vậy đó, ý là người bạn thân là mình có thể tâm sự hết tất cả mọi thứ để giống như có thêm một cái chỗ để cho mình chia sẻ bớt những cái nỗi buồn hay là niềm vui vậy đó. Xong rồi thì con cảm thấy là giống như là rất là khó để có thể mà xa bạn đó được. Xa bạn đó được. Dạ. Cho nên là phải lớn lên xíu nữa. Dạ đúng rồi. Mà cô ấy đã là tri kỷ trong trái tim, trong khối óc của tôi rồi. Anh nhưng mà cái bữa đó là mới có 30 tháng 4 thôi, là chỉ có 4 tháng thôi. Là có 4 tháng thôi. Dạ. Rồi, 4 tháng. Ok kể lại nha. Dạ 4 tháng. Ủa sao anh không nghe cái micro chứ vậy? Alo alo coi. Alo, alo. Rồi ok. Rồi. Đâu kể coi. Nghĩa là Tết á là hai tụi con gặp nhau. Thì vào ngày 30 tháng 4 á là anh này là chính thức tỏ tình với con. Dạ. À lúc đó là con lớp 12. Dạ con 11 còn anh 12. 12. Thì con không có nhận lời. Ông tỏ tình sao đâu mà con không nhận anh lời. Anh này tỏ tình sao? Là không có tốn tiền của Hồng Vân. Anh tỏ tình anh nhắn cho con đúng một tin nhắn. Sao? Lúc đó là khuya ngày 30 tháng 4. Anh nhắn cho con đúng một tin nhắn là mình yêu nhau nha em. Mà con đâu có yêu ảnh đâu. Rồi con trả lời sao? Thì con cũng lúc nào con cũng nói ảnh là con là phải học xong 12 thì con mới có người yêu. Tại vì con rất là sợ cái việc yêu đương ảnh hưởng tới việc học. Lúc nào con cũng phải là học cho xong cái đã. Thì con không có nhận lời. Rồi khi mà nhận được cái con... lời từ chối đó con có tổn thương không? Có buồn không? Dạ buồn chứ. Buồn? Dạ. Nói chung là buồn sợ bạn đó có người yêu mất thì mình không biết phải làm sao. Dạ. Rồi có nhắn tin bớt lại. Con có nói là nếu như cũng bình thường như trước kia. Con hẹn ảnh con nói là nếu như mà anh chờ được tới hết lớp 12 rồi á thì lúc đó là em sẽ nhận lời. Chứ không phải là con từ chối hẳn. Nhưng mà con lên lớp 12 là ảnh đã phải vô đại học rồi. Dạ đúng rồi. Và vô đại học thì chắc chắn là sẽ có thể là sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh học. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì nếu như mà mình vượt qua được những cái thử thách đó thì mình sẽ chính thức đến. Rồi sao? Đến khi ảnh lên đại học. Lúc con lên, con có lên Sài Gòn học không? Thành phố Hồ Chí Minh học không? Dạ có. Lúc lúc mà con thi 12 xong thì con cũng thi đại học ở Sài Gòn. Nhưng mà không có đậu vô được cái trường con muốn. Thì lúc đó lại con cũng không muốn đi xa. Tại vì người yêu của mình đang ở dưới kia và bây giờ mình đi xa quá thì cũng cũng sợ mất đó. Người dạ, mình yêu. Dạ. Thì con cũng có xin đi học ở ngoài Phan Thiết một nửa năm. Tức là có vì cổ đúng không? Cũng có một phần. Dạ. Tại vì lúc đó giống như là vợ con như là một chỗ dựa tinh thần vậy đó. Mình đi vô đây thì không có quen biết ai đâu, bạn bè cũng mới á. Mà lúc nào mình cũng không có an tâm á. Xong rồi lại chọn là học ở Phan Thiết nửa học kỳ. Xong rồi con học xong là con cảm thấy năng lực của con so với ở dưới đó học thì nó hơi phí. Nên xong rồi ăn Tết xong rồi con lại lên đây con ôn thi lại một lần nữa. Lên Phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là con học ở trường nào? Dạ con học đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. Rồi lúc đó con thì sao? Qua năm lớp 12. Dạ con nói rảnh như vậy nhưng mà tới ngày 30 tháng 4 là anh tỏ tình với con. Tới ngày 30 tháng 12 là con nhận lời ảnh mặc dù con chưa học xong 12. Đó, chịu không nổi chị. Thì đó. Dạ. Cái nguyên nhân là lúc đó là ảnh á chưa có thi đại học. Con sợ là ảnh hưởng tới cái việc học của ảnh. Cho nên là con nghĩ thôi mình cứ nhận lời tại vì hai đứa cũng ở rất là xa, không có gặp mặt. Mà không nhận lời hay nhận lời mình đều nhắn tin hết. Cho nên là con quyết định nhận lời ảnh để cho ảnh yên tâm mà học cho tốt. Như là có thêm động lực. Dạ, dạ. Đúng không? Mà cái tác động trực tiếp lúc đó là thằng bạn của con là cái thằng mà bạn chung với hai đứa. Nó nhắn tin nó chửi con. Nó nói con là sao mày ác dữ vậy. Ông Thuận ổng tốt như vậy mà sao mà mày không quen. Mà mày hành ổng thế này hành ổng thế kia. Xong con ngồi con suy nghĩ một hồi thì con mới nhắn tin cho anh này. Mọi ngày con hay nhắn ảnh con hỏi là nếu có một điều ước thì anh sẽ ước cái gì. Thì ảnh hay nói là anh ước là em làm người yêu của anh. Thì hôm đó ảnh không có tỏ tình nhưng mà con nhắn con hỏi lại, con hỏi là nếu có một điều ước anh ước cái gì. Thì ảnh nói là anh muốn em là người yêu của anh. Thì con mới trả lời là vậy điều ước của anh hôm nay thành sự thật rồi đó. Trời ơi, cái chuyện tình nó hay quá. Em lấy vô cái bộ phim đang làm đi, Mối Tình Học Trò. Hay hay không, Mối Tình hay. Nhưng mà thực chất là trong bụng con có thương ảnh rồi đúng không? Dạ không, lúc đó con cũng chưa thương ảnh luôn.
sợ ảnh hưởng tới việc học của anh thôi. Lúc... Tại nghĩ rằng nào rồi cũng xa mà đâu có gần nhau đâu mà lo đúng không? Dạ, với lại là tụi con cũng rất là ít gặp cho nên không có một con không có một cái ấn tượng gì. Rồi con xong lớp 12 rồi con có thi vô đại học để lên Sài Gòn học không? Dạ có. Con phải lên là vì ảnh không? No. Dạ không, con là cứ tứ thẳng một đường con đi thôi. Là con đại học sư phạm hả? Dạ. Rồi cái ngày đầu tiên con lên Sài Gòn á, ngày đầu tiên con lên Thành phố Hồ Chí Minh á, thì là con có gặp ảnh liền không? Dạ. Ảnh có ra bến xe đón con không hay như thế nào? Có không? Dạ ảnh thì không có ra bến. À có, bữa đó ảnh ra tàu, ảnh ra tàu đón có con. Có biết mà phải lên đi tàu. Ảnh ra tàu đón con. Đi xe, đi tàu, đi máy bay gì cũng sẽ đón hết trơn trọi. Lãng mạn lắm nghe, đến sân ga nghe rồi sao nào? Gặp nhau nhưng mà lúc đó con vẫn chưa có thích ảnh. Từ lúc nhận lời mà quen ảnh là con nhắn tin cho ảnh cũng một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà một cái tin nó không bao giờ quá ba chữ. Lúc đó tự nhiên con cảm thấy bị gò bó. Con thấy giống như mình đang là học sinh bình thường tự nhiên mang tiếng có người yêu. Hồi đó sao con thấy cái có người yêu nó nghiêm trọng lắm. Nên là con lúc đó tự nhiên con thấy gò bó và con không thích nữa. Con nhắn để cho ảnh ghét con, ảnh bỏ luôn. Trời nhưng mà cứ ba chữ nhưng mà ảnh cứ trả lời liên tục. Và một ngày vẫn mấy trăm tin. Lúc nào cũng rồi, chưa, xong rồi, biết rồi, nhắn tin cọc lóc vậy đó. Dạ con nhắn vậy nhưng mà ảnh vẫn kiên trì nhắn hơn một năm như vậy, là cứ ba chữ, tối đa là ba chữ. Ảnh thương con. Dạ rồi đi vô đây học là ảnh đưa đón con từ Gò Vấp qua quận 5, mà ảnh đưa đón con từ năm ôn thi cho tới năm 3, lúc năm 4 con mới tự đi xe. Nhưng mà lúc đó là con đã thương ảnh rồi đúng không? Dạ lúc con đi học sư phạm được một năm là lúc đó bắt đầu con thấy ảnh tốt với con quá mà thương nên ảnh là rồi, con mới không? Bắt đầu có tình cảm với ảnh. Dạ rồi làm ảnh đưa đón con là ảnh nằm ngủ ngoài hành lang của trường đại học sư phạm luôn để chờ đón con về. Tại vì ủa rồi con không học hay gì con định hỏi nó bây giờ nó chưa có định hỏi bộ không có học hành bỏ học bỏ hành hay sao đi ngủ lang. Dạ có chứ, thì nếu mà học chung giờ thì mình đi chung rồi xong rồi mình về. Còn nếu mà bữa nào con rảnh thì con ở lại con học bài luôn xong rồi con chờ con trở về luôn. Nó thương đâu có tiện chứ nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Rồi thì hai trường gần nhau mà. Rồi có khi nào mà chở đi chở về mà hết xăng không có tiền đổ xăng đâu? Dạ xe hư thì có thì nếu mà hết thì em còn tiền thì cho anh mượn. Mà lên đi học là chắc cũng phải khó khăn chứ đúng không? Dạ, đúng. Lên thành phố thì rất là đỏ tới mồm. Hai đứa đâu có tiền bạc gì nhiều đúng không? Dạ có khi nào mà đói bụng mà trong túi không có tiền không cả đó. Hai đứa mới tình sinh viên mà hoặc là muốn đi chơi á mà trong túi không nào có tiền hết trơn á rồi không biết đi chơi đâu. Không có tiền thì chưa có nhưng mà có ít thì có vâng vâng. Nghĩa là hai đứa mà chỉ ăn một cái bánh xèo 15.000 thôi mà ăn hai rổ rau. Ăn hai rổ rau. Trời ơi cái bà bán bánh xèo chắc ba rủa hai đứa con lắm. Trời ơi nó ăn có một cái bánh xèo 15.000 nó ăn hai rổ rau. Nói chung là cái thời sinh viên đi. Nhưng mà nó đẹp. Dạ. Nhưng có nhiều kỷ niệm là nó đẹp. Dạ. Nhiều kỷ niệm. Nếu không có chương trình này thì chắc chắn các con sẽ không có cơ hội để kể lại. Dạ. Dạ. Tự hai đứa sao? Giờ hoài niệm nè, đó bây giờ hoài niệm thì cũng thấy hạnh phúc chứ bộ đúng không? Dạ. Ừ rồi xong sao nè. Sau đó thì là con học đến năm thứ tư. À khi mà con tốt nghiệp xong đại học nè, rồi ảnh có tốt nghiệp luôn không? Hai đứa. Dạ. Có đứa nào bỏ ngang không? Dạ không. Dạ anh tốt nghiệp trước con. Tốt nghiệp trước rồi tới con rồi xong hai đứa là về lại quê. Dạ. Thì anh tốt nghiệp trước nhưng mà anh chưa về á con. Ở lại lợi con đúng không? Anh ở lại. Thì chắc chắn rồi, tôi không cần hỏi luôn. Cũng không cần hỏi. Rồi trong một năm mà con ở lại rồi con có đi làm không? Là đi nhông nhông dạ, lắm thôi. Con học xong là 2015. Thì con có gửi cái bằng đó về quê để xin việc ở quê. Thì gửi về quê thì xin thì cái bằng đại học cao đẳng của con đó thì ở dưới quê hiện tại không có thiếu giáo viên của cái môn đó. Thì con nghĩ bây giờ mà đi về nhà cũng thất nghiệp, không có gì làm cũng chán lắm, ba mẹ sẽ buồn. Thì bây giờ mình phải kiếm một cái gì đó mình làm, mình học thêm để mình có cái nghề mình làm trước. Thì đó là cũng mà mình tốt cho bản thân mình và ba mẹ cũng sẽ không có bị thất vọng. Tại vì ở dưới quê con ấy, nhiều người học đại học xong rồi đi về đi làm vớ vẩn rồi đi làm nông cất bằng nên không có muốn mình phải như vậy. Sau đó con lại đi học thêm cái trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Sài Gòn. Và cái môn con chọn là cái môn tin học. Nhưng mà con đã có bằng cao đẳng rồi mà. Con bằng cao đẳng sư phạm kỹ thuật nông nghiệp là cái môn dạy môn công nghệ lớp 7 đó. Thì con lại đi học môn tin. Ngày xưa khi con học cấp 3 thì con rất là thích học môn tin học với lại môn tiếng Anh. Và con chọn cái trường đó là trường đại học sư phạm thì nó cao quá con không có đậu được. Nên con mới xét xuống đại học Sài Gòn cái môn đó nó vừa đủ điểm. Để cho mình đậu, với lại nó cũng là sư phạm luôn. Rồi cái bằng đó sợ về quê không có việc nên con học tiếp cái ngành trung cấp máy tính. Dạ, đó là, đúng không? Trung học trung cấp máy tính. Thì trong quá trình học thì con cũng
đi học thêm sửa chữa ở bên ngoài, sửa điện thoại, sửa máy tính. Rồi lại có cơ hội đợi dạ, đợi bạn gái mình. Nó cũng cả hai. Bây giờ nếu mà mình đợi mà mình thất nghiệp về, chỉ vợ con ra trường đi làm thôi, thế nào vợ con cũng bỏ thôi. Hoặc là mình về mình không có việc, rồi vợ mình đi làm rồi mình đâu có, mình con trai mà mình chẳng lẽ mình ở bị nhà. Lép vế đúng không? Nhà, mình chờ vợ và nuôi sao được. Nữa chứ. Dạ đúng rồi. Nên con phải quyết tâm, con phải có một cái nghề gì đó. Thì con đi học trung cấp xong, rồi con học nghề thêm. Thì lúc đó con có thể tự sửa chữa máy móc lặt vặt. Hay quá. Xong rồi có cái bằng đó. Thì chớ treo cái là con học 2 năm nữa thì con mới về. Bà này học bà này bà giờ trước. Bà học năm xong. Ba giờ trước mất. Mình ở đây mình sợ chứ. Đúng không? Sợ. Ở đây mình vẫn đi làm thì nói chung là lúc đó quen lâu quá rồi. Nói chung là cũng tin tưởng nhau hơn là lúc đầu mới vô. Chứ không có sợ đúng không? Dạ. Rồi con về con có việc liền không? Dạ có, con tốt nghiệp là tháng 7 thì tháng 8 là con đã đi dạy ở Bình Thuận. À rồi đó, rồi xong rồi một con xong rồi là con đi về. Con xong rồi con đi về con làm với Bình Thuận. Rồi lúc đó là con cũng về là con cũng có việc liền luôn. Tại vì cái việc con làm là trám vào cái vị trí của vợ con làm đó. Vợ con đầu tiên là làm ở bệnh viện huyện. À. Nhưng mà sau đó thì không có đúng với sở trường của vợ. Tại vì vợ là làm giáo viên tin, nhưng mà xin vô bệnh viện làm kỹ thuật viên tin học giống như kiểu chữa cháy vậy đó. Tại vì tháng 7 xong mà tới tháng 8, tháng 9 thì mới biết hồ sơ nộp vô giáo viên đậu hay không á. Thì bây giờ mình có việc thì mình cứ làm trước. Xong vợ làm xong một tháng là anh ơi em không hợp, em là không nổi. Rồi, cái bung. Là bung đi qua làm giáo viên thì thành ra ngay cái vị trí lại thiếu. Đang khuyết thì con về là chắc luôn. Thì nói là vợ người yêu của em đang làm cái nghề đó là về vô luôn. Con có thấy một sự sắp xếp không? Đúng chưa? Dạ. Một sự sắp xếp vô hình nào đó của ông Tơ bà Nguyệt đó. Đúng không? Đó. Dạ. Rồi bây giờ hai đứa về dưới quê. Rồi xong rồi á, bắt đầu là đám cưới luôn chưa? Đám cưới như thế nào? Dạ chưa, chưa đám. Hay là phải đi làm. Con đi làm 2 năm là tụi con đám cưới. Nhưng mà trong cái thời gian nó có chia tay gì không? Dạ. Gây lộn rồi có ghen tuông. Có được nào chia tay dài không? Thì con thì con chả bao giờ giận vợ con gì đâu. Cũng không có trách móc gì. Nhưng mà không lẽ không có một cái. Nhưng mà vợ con có giận con thì không? Vợ con thì nói chung là giận thì nhiều, mà con thì giận thì mình nói chung là rất là thương vợ. Rồi biết rồi, nhưng mà chú hỏi nè, điều vô thẳng vấn đề luôn. Dạ. Là hai đứa có lúc mà quay về quê lại đó. Dạ. Là có chia tay không? Dạ. Có. Có, mà chia tay dài không? Có chuyện dạ. Chia tay đó là sao? 3 ngày. Chia tay 3 ngày. 3 ngày, tới 3 ngày dài. Luôn. Rất dài, rất dài. Nhưng mà cái chuyện nó lớn lắm đúng không? Dạ, đó là cái sóng gió duy nhất của tụi con từ lúc mới quen tới bây giờ. Vụ gì? Vụ gì vậy? Dạ, cái này có liên quan tới một bạn trong cơ quan với lại anh. Thì nếu mà bạn có xem được thì coi như đây là một cái câu chuyện cười của thanh xuân. Lúc đó là anh đi làm ở cái cơ quan mà em rồi, đi làm cái bệnh đó. Viện đó đó. Dạ, ở bệnh viện á. Thì một thời gian, bình thường hai đứa vẫn nhắn tin là 1 ngày mấy trăm tin. Nhưng mà từ lúc anh đi làm á thì anh rất là ít nhắn tin với con. Và con giận. Thì mấy bữa con giận là anh nhắn liên tục. Còn bữa nay con giận, con không nhắn anh cũng không nhắn con luôn. Thì con mới kiểm tra điện thoại của anh thì con mới thấy là anh có nhắn tin với một bạn nữ cùng cơ quan. Thì cái nội dung tin nhắn là không có mang nội dung yêu đương, không hề luôn, nhưng mà nó có cái sự quan tâm. Bạn nữ đó thì không có một cái cảm tình gì với anh, cái bạn nữ đó là lơ luôn, nhưng mà anh vẫn rất là thường xuyên nhắn tin quan tâm. Giống như cái đầu tiên mà anh mà anh tin quan tâm cho con là có rồi đó. Dạ. Thì con mới thấy như vậy, nhưng con cũng nói anh, con nói là anh ơi, bây giờ anh nhắn tin như vậy đó, anh đừng nhắn bạn đó nữa. Thì anh cũng nói là anh không nhắn nữa. Nhưng mà một thời gian con vẫn thấy vẫn nhắn. Thì trong cái nội dung tin nhắn đó nó có cái chữ là thương hại. Con đọc được. Thì con mới ủa, mình đâu có cái gì đâu mà phải thương hại. Con mới nói anh. Thì con nói là em thì không có cần thương hại. Ví dụ anh thương thì thương, còn không thương thì thôi, em mới cần thương hại. Cho nên làm thôi, bây giờ em với anh chia tay đi. Lúc đó là buổi tối hôm đó ở nhà chị của con. Thì con nói em với anh chia tay đi. Nhưng mà cả nhà con và nhà anh đều biết hai đứa quen nhau và rất là thương hai đứa, coi như là cháu trong nhà luôn. Thì con mới nói anh là nếu như mà mọi người hỏi á thì em cũng không nói là ai sai ai đúng, em chỉ nói là mình không có hợp thôi, thì chia tay. Bình thường hai đứa mà cãi nhau hay là con giận á là anh khóc nhiều lắm, còn con là rất là cứng rắn. Nhưng mà hôm đó con lại khóc rất là nhiều luôn. Anh không khóc gì hết. Cái câu trả lời của anh là tùy em. Em làm sao em thấy thoải mái thì em làm. Trong khi những lần trước anh sẽ trả lời là anh không chia tay, em thích thì em chia tay một mình em đi. Em gái mưa này hơi lớn. Nhưng lần này anh lại nói là tùy em thấy như thế nào thoải mái thì em làm. Thì có rồi. Sau đó dạ.
Thì sau đó là cũng con nói là bây giờ mình không có là người yêu nữa đâu, nhưng mà mình vẫn làm bạn bè bình thường, hai đứa vẫn làm bạn bè. Thì một cỡ chừng 3 ngày sau anh mới nhắn tin cho con, anh gặp con, anh mới nói là bữa giờ làm bạn bè với anh có vui không. Thì 3 ngày là làm bạn bè là không nhắn tin, tại con á là cứ thích anh này là nhắn tin nhiều, nhưng mà anh này là cứ nói là bận việc đi làm không nhắn được, biện lý do, nhưng mà thì ra là nhắn cho bạn kia được. Thì sau đó 3 ngày đó thì con không có nhắn nữa, tại vì con đã xác định là không quen nữa, nên con cũng không có đợi tin nhắn của ảnh nữa. Rồi 3 ngày không nhắn gì hết thì ảnh mới nói con bữa giờ làm bạn với anh có vui không. Thì đâu có vui xíu nào, cảm giác của anh cũng rất là khó chịu, cảm giác con cũng rất là khó chịu. Thì hai đứa mới ngồi lại nói chuyện với nhau, mới nói ra là vì sao anh lại như vậy, là tại vì con là cứ lúc nào cũng muốn anh nhắn tin, rồi lúc nào cũng hay giận anh, lúc nào cũng giận vô cớ. Anh nói là bây giờ mình đi làm rồi nó sẽ khác với hồi mình đi học, nó sẽ có áp lực của công việc, chứ không phải là lúc nào anh cũng có thể cầm điện thoại để nhắn tin cho em, hay là em giận gì thì em cũng phải nói để anh biết, chứ anh không thể nào mà ngồi đoán ý của em được nữa. Thì lúc đó con cũng có rút kinh nghiệm, con cũng có nói là em sẽ rút kinh nghiệm, còn anh cũng rút kinh nghiệm là anh sẽ không nhắn tin với bạn đó nữa. Rồi hai đứa quay lại thì từ đó là anh cũng không nhắn tin với bạn đó nữa. Coi như thời điểm này là thời điểm mà lựa chọn hạnh phúc rồi đó. Dạ đúng rồi. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương rồi đó em. Đúng không? Đúng đó. Đó là cái gọi là cái mức mà gọi là đúng cái thời điểm mà phải chọn nhau. Tại vì luôn luôn trên bờ vực đúng rồi, ta phải chọn lựa. Phải chọn thôi. Một trong hai. Đúng không? Hiểu không? Đó. Chọn sai là phải chịu thôi. Đúng, đúng rồi. Chưa? Ủa nhưng mà là lúc may đó là con hai. Chọn đúng hạnh phúc. Chọn đúng hạnh phúc. Có nghĩa là lúc đó là mỗi đứa là, có nghĩa là con đang ở nhà, con nhắn tin cho cổ, cổ ở nhà cổ nhắn tin. Đúng không? Có nghĩa là hai đứa ở hai nhà khác nhau hay sao? Dạ đúng rồi. Tức là đến một lúc nào đó con biết không, thực sự cái chuyện mà mình nhắn tin á, quan tâm nhau á, thì mới đầu thì nó sẽ rất là thú vị, nó sẽ rất là đáng yêu, nhưng mà một khi một cái công việc hoặc là trong cuộc sống bắt đầu có những cái áp lực về công việc rồi á, thì đôi khi những cái đó nó sẽ tạo những cái mà phải nói là áp lực hơn công việc nữa. Thực sự vừa lo việc vừa nhắn tờ trả đúng lời. Rồi cái đó là mình phải tinh ý cái việc đó. Và đến một lúc nào đó mình cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì cái chuyện là mình cứ phải, mình không có được tự do. Mình không có được tự do để làm một cái điều gì cả. Tưởng tượng một ngày mà nhắn tin 200 tin thì làm gì còn thời gian để nghĩ chuyện khác. Đúng rồi. Đó, anh vừa đá banh mà anh vừa nhắn tin cho con. Đó, vì cái nó bị mệt mỏi á con. Nó nghe này, cho nên là sau đợt đó chắc là bớt nhắn tin lại đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái đó lúc đó là cảm nhận của con sao? Lúc con ngồi nói chuyện á. Thì nói chung là cái lúc đó thì con, cái lúc mà chia tay 3 ngày đó thì thực sự thì mình nhắn tin, niềm nhắn tin với bạn bè thôi, chứ trong lòng cũng đâu có vui vẻ gì đâu, nó rất là khó chịu. Nhưng mà tại vì vợ cứ giận những cái chuyện con không biết là cái chuyện gì mà cứ giận. Nhưng mà hai cái từ thương hại đó là như thế nào? Thì lúc đó con cũng không có suy nghĩ kỹ, chỉ nhắn cho vui vậy thôi. Nhắn cho cái cô kia à? Không, cô là bạn giống như là một người bạn mới rồi mình tâm sự. Đã nói em gái thôi. Mưa mà mưa hơi lớn chút xíu. Cũng may mà tạnh được, tức là tạnh đúng thời điểm. Đúng không? Có 3 ngày thôi chị. 3 ngày là hết nước rồi, 3 ngày là mưa hết nước rồi. Rồi thôi bây giờ mưa thuận gió hòa rồi, đúng không? Dạ. Bây giờ là hai đứa có em bé rồi đúng không? Dạ đúng. Bé thì bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi, trai bé trai đúng không? Dạ đúng rồi. Đó rồi bây giờ qua tới cái hôn nhân đó, lật sang trang nè. Dạ, khi mà lấy nhau xong rồi coi như là trong tình yêu là chia tay có 3 ngày thôi. Là dài nhất. Đó, rồi không có gì gọi là sóng gió nữa hết. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ về nhà thì bắt đầu mới có thấy những cái thói hư tật xấu bắt đầu từ từ le lói xuất hiện. Có không? Có là góp ý nha. Có là góp ý để đối phương đúng rồi. Phải đây là cơ hội để chúng ta nói về cái cảm nhận cũng như là cái suy nghĩ của mình về người bạn đời của mình. Nó sẽ là bằng chứng trước tòa sau này là hai đứa mà có chối á, nó đây bật lại cái tua lại cái đoạn này. Đó. Anh nhớ bữa đó anh hứa không? Anh hứa anh bỏ không? Đó ví dụ. Anh ấy có những điều gì chưa vừa lòng, những điều gì cần phải khắc phục, mà nói chung là tật xấu đó. Đó. Dạ, tụi con quen là 9 năm rồi mới cưới. Cho nên là con cũng hiểu được về anh cũng khá nhiều. Thì tới lúc cưới á là con bị vỡ mộng ngược. Vỡ mộng ngược. Nghĩa là lúc quen á thì anh cũng không có được chu đáo, không có được tốt bằng như là sau khi cưới. Sau con khi nhín lại một chút lòng tốt. Dạ, chuẩn bị nó. Nhín lại một chút. Coi chừng nó khui những cái tính tốt đó nghe. Thì đó, bây giờ bắt chuẩn bị lạc đề rồi đó. Khui tính tốt là lạc đề đó nghe. Đây là giai đoạn, coi như đây là thời khắc để chúng ta khui tật xấu. Dạ. Nha. Nếu mà nhất định là khui tật xấu thì anh khui đi. Anh khui trước đi. Ủa là sao? Dạ, tại vì con thấy anh là cũng được mà.
9,75 điểm rồi đó cô Hồng Vân. Rồi bây giờ cái 25,025 cái kia là cái gì? Dạ, 0,25 là để cố gắng, để phát huy. Chứ còn con thấy anh gì là ok lắm rồi. Tức là giờ con muốn anh thay đổi điều gì không? Con muốn anh là cứ như vậy thôi, cứ như vậy. Rồi cứ yêu thương vợ con như vậy thôi. Là con thấy là đủ. Không cần thay đổi gì hết. Dạ đừng thay đổi vậy thôi. Và vậy, và hơn vậy nữa một xíu là được. Dạ. Đó là thay đổi hơn bây giờ xíu đó con. Dạ, dạ. Thay đổi cái gì? Rồi. Nhưng mà là thay đổi cái gì? Là ví dụ thương bây giờ thương vợ con là thương cao như thế này, cao như thế này thì giờ thương tiếc cao như thế này. Dạ. Đó. Ủa có mê game, có hút thuốc, có nhậu nhẹt. Ngày trước là anh có chơi game nhưng mà sau khi cưới con thì anh cũng không chơi game nữa. Tức là bạn này bạn nó thay đổi ngược mà. Dạ, thành ra là vỡ mộng ngược. Ừ, vỡ mộng ngược thôi vậy là tốt rồi. Mình chặn liền không? Ừ, tốt rồi. Nó khui tính tốt. Đúng rồi. Còn rồi con muốn vợ con thay đổi điều gì? Không, về trước mắt là có tật xấu không? Cái thay đổi là cái tật xấu đó. À. Ừ. Muốn dạ, vợ sao? Con thay đổi điều gì? Dạ. Vợ có một tật xấu là tối là đi ngủ là không có thường xuyên đánh răng đâu. Đánh răng nó hơi bị xấu. Thì phải giữ gìn vệ sinh. Đúng rồi, phải giữ gìn vệ sinh răng miệng. Phải chịu khó đánh răng thêm. Rồi đó là thay đổi nè, rồi gì nữa? Rồi nói chung rồi cố gắng chịu khó ăn uống cho nó mập lên. Dạ đúng rồi. À. Tại vì con thì cũng cố gắng nấu cơm rồi cũng tắm bổ món này món này món kia nhưng mà vợ thì cũng lười ăn. Cho lười ăn đi. Cho nên mới vậy nè. Cho luôn miếng đó. Rồi. Chỉ mong vậy thôi. Với lại làm việc thì giữ gìn sức khỏe. Dạ. Đó thì ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe. Lười ăn, đó, lười đánh răng. Đó và tham công tiếc việc. Lười đánh răng sau này nó sâu răng là mệt lắm nha con, đau răng là đuối lắm luôn. Rồi.